Malaysia đã bị dồn vào chân tường sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, điều may mắn là thầy trò huấn luyện viên Tan Cheng Ho vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Chỉ cần họ đánh bại được Indonesia, chắc chắn Malaysia sẽ giành quyền đi tiếp, ít nhất với vai trò đội bóng nhì bảng B. Quyền tự quyết khiến cho Malaysia đang rất tự tin và tràn đầy khí thế bước vào cuộc đọ sức với Indonesia. Ngoài ra, thầy trò huấn luyện viên Tan Cheng Ho còn có chút lợi thế là họ đã có một tuần để hồi phục thể lực và chuẩn bị cho trận đấu này, trong khi đối thủ chỉ có 4 ngày. Ngoài ra, Malaysia cũng có nhiều thời gian để phân tích kỹ lưỡng hơn về Indonesia. Ở phần sân bên kia, với ngôi đầu bảng B và 7 điểm hiện có, về lý thuyết, Indonesia chỉ cần giành một điểm trong trận quyết đấu với Malaysia là chắc chắn cầm vé vào bán kết. Đây là thuận lợi không nhỏ để Indonesia triển khai thế trận phòng ngự, giống như cách họ đã kiếm một điểm từ tay đội tuyển Việt Nam. Đoàn quân huấn luyện viên Shin Tae-yong không nhất thiết phải mạo hiểm chơi tấn công trước Malaysia. Thay vào đó, có thể đội bóng xứ vạn đảo sẽ hướng tới mục tiêu tối thượng là bảo vệ mảnh lưới. Cơ sở để họ thực hiện mục tiêu này là sự chắc chắn của hàng thủ và vô hiệu hóa khả năng ghi bàn của các chân sút Việt Nam ở trận vừa qua. Huấn luyện viên Shin Tae-yong đã khá thành công trong việc áp dụng sơ đồ 5-4-1 ở trận đấu với tuyển Việt Nam. Khi Indonesia chỉ cần một điểm để hoàn thành mục tiêu vào bán kết, nhiều khả năng chiến thuật dựng xe buýt 2 tầng trước cầu môn tiếp tục được sử dụng với những hậu vệ đang có phong độ cao như Arianto, Dewangga và Ramahani. Huấn luyện viên Tan Cheng Ho khá ưa thích sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 với chủ lực Safawi Rashid trên hàng tấn công. Ở trận này, tiền vệ Akhia Rashid vẫn để ngỏ khả năng trở lại sau khi nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, thủ môn Khairul Lazan và tiền đạo Faisal đã sẵn sàng ra sân và chắc chắn Malaysia sẽ chơi tấn công để quyết tâm giành chiến thắng. Kết quả đối đầu giữa Indonesia với Malaysia khá cân bằng khi đội bóng xứ vạn đảo thắng 2 trận và thua 3 trận. Tuy nhiên, điều đặc biệt là Indonesia chỉ thắng được ở các trận giao hữu, còn lại toàn thua Malaysia ở giải chính thức. 5 trận gần nhất, Indonesia ghi được 7 bàn và thủng lưới 7 bàn trước Malaysia. Phong độ của Malaysia khá thất thường và đây là lý do đã khiến họ bị dồn vào chân tường ở AFF Cup 2021. 5 trận gần nhất, Malaysia thắng 2 trận và thua 3 trận, ghi được 8 bàn và để thủng lưới 13 bàn. Indonesia đang bất bại tại AFF Cup 2021 và phong độ của đoàn quân huấn luyện viên Shin Tae-yong là khá ấn tượng. 5 trận gần nhất, Indonesia thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận, ghi được 13 bàn và thủng lưới 5 bàn. Tỷ lệ kèo của trận đấu này là hòa được thua. Malaysia có lợi thế về số ngày nghỉ và thể lực sung mãn hơn, nhưng Indonesia đang có tinh thần và phong độ tốt. Trước giờ bóng lăn, đoàn quân huấn luyện viên Tan Cheng Ho đối diện với áp lực tâm lý rất lớn do buộc phải chiến thắng, trong khi đối thủ của họ có nhiều toan tính hơn. Trận đấu có thể diễn ra với thế trận rất chặt chẽ và không dễ để Malaysia có thể giành chiến thắng và lựa chọn Indonesia hợp lý hơn. Tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 21/2 trái. Ngay cả khi Indonesia nhập cuộc với tư tưởng không cầu hòa, song ghi bàn vẫn không phải là mục tiêu quan trọng nhất với thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong. Mặt trận phòng ngự vẫn là ưu tiên hàng đầu của đội bóng xứ vạn đảo và có thể Indonesia sẽ chơi rình rập để chờ thời cơ tung đòn kết liễu đối thủ. Sự thận trọng của Indonesia có thể khiến trận đấu không có 3 bàn thắng được ghi và lựa chọn xỉu an toàn hơn. Thể thao và văn hóa dự đoán, Malaysia và Indonesia sẽ hòa nhau với tỷ số 1-1.